Ui, giàu đẹp thế nhỉ. Ui, các bác đây. Chỗ này cô bán thôi à? Chỗ này bán thôi à? À, bao nhiêu? 10.000 một cân á? À, à, muống mùa này non đấy nhỉ? Ừ. Cải kiếc ngon đấy. Ê, nhà cô Toán các bác, nay cho quay lại vườn rau các bác thấy đẹp không? À, à, bác có nhu cầu nào, có bác nào ăn rau muống thì đến đây để con hái con bán tuyệt vời. Rau này chấm tương Hoàng Hiền thì nhất tỉnh luôn. Tối hái năm rồi mình chấm. Ừ, rau này nó đầy rau. Muống. Cải. Ừ. Cải này cải ngắt lá đấy phải không? Bóc tàu ấy. Bóc tàu ấy nhỉ? Bóc tàu. Ừ. Xào núi này cho ngon quá. Rau súng. Ừ. Xong rồi ăn lơi. Đây là mùi. Hả? Đây là rau mùi. Đang, ừ. Đang mở. Đâu? Đấy. Đang đây là. Đây mùi đấy. Đây. Ừ. Đây. Ừ. Đẹp quá các bác, hãy có Toán đi hòn vườn rau đẹp. Sao chê điểm gì? Ừ. Mua vay. Mua vay. Ừ. Ừ. Thế con này cô có nấu cám ra không hay là chăn chăn thẳng? À thế à? À. Nó nào có nghèo được. Hộ nghèo nó cho ấy à? Nó nào hộ nghèo nó cho con đơn đạm à? Đâu? Úi giời. Tối thế. Ơi. Nên đạm này. Đâu? À à, cô dự về chưa? À cô dự đây rồi. Đấy, cô dự cắt lá. 40 cân không? 30 cân. À. Đây mai cân luôn. Ừ. Đây là Quang mới gánh rồi chứ. Rồi lên nấu ăn, rồi ăn trưa, rồi là ăn tối. Ăn trưa. Ừ. Toán giờ chưa ăn rồi nấu lại rồi ai hồi ai hồi. Để tôi bỏ ăn. Ừ. Đây nhỉ. Ừ. Ừ. Bánh kinh rồi thịt lòng. Lợn ở nhà công nhận ngon. Lợn chưa sạch. Ừ. Vườn rau đẹp đấy. Đẹp rồi. Đẹp vuông ngày xào nha. Ừ. Cái cô dưới nó tốt hơn đùi gối. Cải cô? Đùi gối cơ. Ừ, tốt lắm. À. Cũng cải dài này. Dài này cây to đó. À. Con lợn này có Toán này lớn nhanh thật. To nhanh. Quá nhanh. Ai cho? À. Chú Dũng điện á? Chú Dũng điện á? Chú ấy tốt nhỉ? Chú Dũng tuyệt vời đấy. Thế à? À. Cho cả những cô dự à? À. Chú ấy tốt. À. Tuyệt vời. Lớn nhanh này, có Toán này chả mấy mà này có ăn nòng lợn đâu. Ừ. À con này từ hôm lụt đấy nhỉ? À à. À. Con này giờ 3 năm 40 cân rồi đấy. 40 cân mà đơn giản thôi. Đẩy người. Đổ. Thấp xuống cái này cao. Ừ.
Ít hết nhỉ. Thả rau cho ăn cơ. Cả nhức nhằn nhằn hết à. À. Được đấy. Ừ. Con này mà dài tí thì đẹp hơn. Con này lợn ngắn này cây nái làm gì? À, nhưng nó phải dài dài người nó mới đấy. Nói chung là cô cứ to bán cái tiền nó nhanh. Lái người ta phải còn có kinh nghiệm nữa. Uống hết nước thằng men cái. Ăn một tí nó nằm xuống bây giờ. Ăn mấy miếng là bắt đầu quỳ xuống nằm. No vẫn nằm luôn. Không no nó ăn nó kiểu ăn thế rất bé. Hít hết nước bắt đầu quỳ xuống ăn. Con này hít hết nước xong mới ăn cái sau nhỉ? Hay nhỉ? Ăn đây nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Mua chứ? Ăn chứ, thả lợn sạch. Đấy à, đấy à. Ăn vài miếng nữa tí nó nằm bây giờ. Chứ mua là nó ăn thế. Rồi. Có này lạ nhỉ? Đấy. Toàn ăn này thôi. Quỳ mới ăn được. Quỳ mới ăn được. Quỳ bài bãi lễ mà này. Ăn 5 năm mà xuống. 5 năm mà xuống. Ăn chuyên là như thế. Không bao giờ chỉ uống hết nước là bắt đầu nằm xuống. Phồn vết đấy nhỉ? Uống ra không nhạt ăn hết. Cứ đánh đổ Mỹ để nó cũng nhạt sạch, bà ăn được sạch sẽ. Còn ôm rau và ăn hết. Ăn nó mát. Cô phải nấu cắm gạo tối nào cô phải nấu đây một nồi kia chứ. Bỏ cháu cho miếng cắm nó sắt gạo ra nấu cái đấy cho một cái bát cắm gạo đấy mình một bát này vào này. Ăn thêm rồi chứ mình giá cái cắm này nhanh hết lắm. Nấu được. Cắm đắt rồi hơn 300.000 bao cắm. Đấy. Ui, ui, ăn tí nhạt hết. Sắp đổ rồi. Hả? Tí nó nhạt ăn hết. Tí nhạt nó hết à? Ừ, nó đổ. Con này ăn tí nó nằm. Con này như thế. Hay là bí quyết thì nó mới lớn nhanh. Ai biết được như thế. Bí quyết bụng phệ lớn nhanh. Cô cũng thế, ăn nào nó cũng thế thôi. Cô còn là trước cũng thế. Cũng thế. Cũng ăn rồi hít nước tí xong là lại nằm. Hay nhỉ. Úi giời ơi. Ây sợ. Gà qué nào to chưa? Gà đâu ra xem gà thăm gà cái. Đâu xem gà tí. Gà nhốt xong này à? À đây gà cụ bằng cái này rồi chứ. Bằng cái to hơn. Mở cửa vào này, vào hẳn nữa này. Đông không? Bao không? Một tấm là chăn cái gì? Cám gì đây? Cám gì này? Cám gạo đây. Cám gạo á? Cô nấu chứ. Cô phải nấu cá lợn cá gà đấy. Cô cho một nồi nọ đấy. Thế à? Cái dẻo nọ đấy kia. Bao nhiêu con? 40 con. 40 con. Này ăn bà đồ mà nhỏ lắm rồi. Nó đi ăn một nồi rồi. Bẹt cứ xung quanh hết à? Tết thì còn quá đẹp luôn. Đang này là bán gà Tết đấy chứ. Đúng không? Bây giờ cân rồi thì Tết đẹp lắm rồi. Mấy tháng nữa cơ mà. Con này giờ còn được cân chưa? Hả? Cân đấy chứ. Cân. Bọn này chân to à? Không, gà này con bằng chân nhỏ. Đấy, mua chân nhỏ ạ. Không mua cả chân to nữa. Chán rồi, này ăn ngon hơn. To to ăn nhạt. Nhạt thì đơn à? Ăn
40 ấy. Nó đến mua bao tiền con nhỉ? 13.000 á. Giờ rẻ. Giờ bao tiền con? 6.000 con á. Thế lợn nó xuống giá chưa? Lợn vẫn đắt. Mà gà là gà này gì ạ? À. Hay nhỉ. Như nào? Gà à. Bán cho bà Liên Quân nó 10 con được hơn 1 triệu gần 2 triệu. 1 triệu 2 10 con. 1 triệu 2 60.000. Đó lắm, 3 cân một con. Ừ. To đấy. Ừ. Quả to chết từ vừa rồi. Thả thôi. Ừ. Trên đàn. Trên đùi. Hai chị em, các bác nhìn hai chị em nó giống nhau. Giờ nuôi đàn này Tết được rồi. Ra Tết ấm thì lại nuôi tiếp được. Thế thôi, không chăn nữa, giờ úm nữa là ra viên là không phải úm. Giờ úm là tắt điện, như là chung là xoay úm tắt điện. Tắt điện lắm, không nhiều thấp hơn bằng ngày này là thôi, mà cô giờ cũng thấp rồi. Ừ. Nó mưa nó mới rét, không sao làm gì. Mưa rồi úm mà bảo sao mưa, cái chỗ. Béo. Ừ. Béo phết đấy nhỉ. Người đầy người. Các người. Còn hơn cân đấy, đùa đâu. Hơn cân. Giờ này có 6.000 một con thôi. Rẻ gấp đôi rồi mới trước. Đợt đầu ra là bao tiền? 13.000. Còn bình thường là cứ 10.000 con. Con này mất tám trăm nghìn. Lùi ra ai mới hôm nay là không được cho Tết. À. Con này Tết cả tôi thu. Nhỏ này là sống người ta Tết còn nhiều lắm, nhiều đứa người to lồng cổng chạy. Tết nằm lễ. Nhiều cũng không có gà trống mấy nhỉ. Đây. Nhiều vậy đấy, đùa đâu. Đấy bà vào đếm bà vào được có 10 con gà trống. 10 gà trống á? Làm gì? Người nào? Bà đứng đây bà vào có 10 con. Người nào? Đâu? Đếm luôn. Đếm luôn nè. Đây, 1 nhá. 2 này, 3 này, 4 đây nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đâu nữa còn nữa? Cho nó rúc nữa. Trong chuồng nữa gì? Thế chứ ngoài đã 12 con rồi. Cháu mua cho thích gà mái nhé. Nhưng mà thích gà mái ăn nó được thịt hơn. Ừ. Ăn no rồi. Tí mà màu đỏ chót rồi nhỉ. Gáy rồi chơi. Hả? Đã gáy rồi. Con nhá, gái còn chưa ra tiếng này. Đây, con này này sao thế? Ừ. Hôm dậy sớm cô bắt dừng, cô phải dừng bằng được cái xe đó, cô ghế cổ lên. À. Con này. Ừ. Dành con mà nhánh nhà gáy. Nhà cô toán đi con này là nuôi đàn gà nào cũng gáy sớm. Gáy sớm lắm. Ừ. Hả? Chưa ra tiếng. Gáy lớn. Gáy lớn á? Ừ. Những gà anh đông như con to đoành nhưng nó còn chả gáy nào. Giờ đang gáy lớn đấy. Gáy mầm. Con kia cả cái con kia cả gáy ác lắm. À. Nó chưa rõ. À. Đấy nó mới học ấy. Ừ. Giờ lấy được lớn. Cô đêm gần sáng thì nó gáy tê tê. Đêm gáy tê tê à? Gần sáng gáy. Ừ. Hai cái con rụt thoát nó to rồi. Những con bé nó cũng nhiều nó gáy. Ừ. Nụt sót rồi nhỉ? Nó nhảy lên trong lên đấy à? Nó nhảy đâu mà nó sống được? Ừ. Nào cũng không chết.
gà nó già gà nhỉ. Nó cũng được nhưng mà cảm giác nó gầy gầy gà, nó không được béo. Chân không đủ cán. Không đủ đủ điện cho nó ăn. Chân sau bao nhiêu lùi ta không có chân mà cũng không kém thì giống đông đông nhá, mà khác ở trong đông này đó. Ừ. Chân đều, chân. Đông anh không có cám, anh chỉ ngô với cái thứ cám nó không nhiều. Đẹp quá. Này mà cô Toán thì hoàn là chuồng trại quay kín hết. Này mưa có hát được vào không? Được đấy. Đi vào đi. Đi vào đi. Cảm ơn gà đẹp quá. Đây cầm gậy à. Trong đây có gà. Mấy con? Một con á. Con chua chua chuồng à? Con này đàn to trước đấy thì. Con này gà chân to. Con này chắc nó phải 3,5 cân 4 cân. Giống gà nặng chân. Màu đỏ chót. Còn mỗi con. Béo lắm. Con này gặm chân quá thì. Hai chân ngấy luôn. Ngồi tốt rồi các bác. Tốt nhanh thật. Chẳng mấy mà được bẻ ngô đâu bác. Mùa này thì ngô thì không lo thì lụt điếc gì nữa rồi. Đấy là cái to mập mập mạp. Đấy, cánh đồng ngô. Đấy, bác thấy yên bình không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Bây giờ cũng kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của cháu nhé. Xin chào các bác. Cháu chào tất cả các bác nha. Hiện tại thì trên kênh của cháu bây giờ thì đang bán một số cái mặt hàng nông sản tiêu thụ cho bà con ở Thái Nguyên. Cháu cũng giới thiệu đến các bác, để các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ với cháu nhé. Đầu tiên là cháu có bán đặc sản mật ong khoái rừng Thái Nguyên các bác. Đó. Mật ong đảm bảo các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn tự nhiên 100%. Sản phẩm đến từ núi rừng của Thái Nguyên các bác nhé. Giá thì rất là hợp lý, cháu có thể nói là rất là rẻ. Các bác mua càng nhiều thì giá lại càng rẻ các bác nhé. Các bác mua từ 10 lít trở lên là giá là 410.000 một lít và đã được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 5 đến 9 lít là giá là 420.000 một lít và cũng được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 2 đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, và cũng được miễn ship các bác nhé. Và cuối cùng các bác mua 1 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, tuy nhiên 1 lít thì là không được miễn ship các bác ạ. Đó. Và thứ hai là trên kênh của cháu hiện nay thì đang có cái sản phẩm đó là nấm linh chi rừng. Đấy, có nghĩa là nấm linh chi đỏ. Đấy, tự nhiên rừng vùng núi Thái Nguyên. Đấy, khu vực chỗ Bà Trà các bác nhé. Giá này cũng rất là hợp lý. Giá thì là các bác mua nửa cân thì là 350.000. Đấy. Tuy nhiên nửa cân thì không được miễn ship các bác. Đấy, các bác mua cả cân là 700.000 thì sẽ được miễn phí tiền ship. Về công dụng của nấm linh chi rừng thì các bác nào mà đã sử dụng rồi thì các bác cũng biết là nó cực kỳ tốt rồi. Đấy, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu về cái công dụng của cái nấm linh chi rừng. Đặc biệt đây là nấm linh chi đỏ các bác nhé. Tốt nhất trong loại nấm linh chi luôn. Đấy, mà giá rất là hợp lý, rất là rẻ. Nó có rất nhiều những cái tác dụng, trong đó một số cái tác dụng nó nổi trội. Nó là rất tốt cho bổ gan, bổ thận. Đấy. Ổn định huyết áp này. Đấy. Giảm căng thẳng stress này. Đấy. Duy trì cái tuổi thanh xuân. Đấy. Có nghĩa là trẻ hóa. Đấy. Cũng như là hỗ trợ trong cái việc là điều trị
ung thư đấy, ngăn chặn cái sự phát triển của tế bào ung thư đấy, cũng như là nói chung là rất là tốt đấy, tốt cho gan, cho thận, cho phổi, huyết áp đấy, nói chung là rất là tốt đấy, cái này người khỏe mạnh uống lại càng tốt nữa đấy, chưa nói là người bệnh điều trị thì nó cực tốt đấy, rất nhiều những công dụng của nấm linh chi đấy. Thì các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh của cháu mình còn đang bán là đặc sản chè Thái Nguyên. Đấy. À, chè Thái Nguyên thì hiện tại cháu bán một loại duy nhất thôi. Đấy. Giá là 360.000 một cân. Đấy. Các bác mua từ 2 cân là các bác sẽ được miễn ship. Đấy. Còn về thuốc của bà trà thì các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cũng có thể liên hệ với cháu nhé. Đấy. Thuốc của bà trà thì là bà chữa rất nhiều các loại thuốc. Các bác theo dõi các video các bác cũng biết rồi. Phải nói là rất là hiệu quả. Đấy. Rất nhiều người đã khỏi bệnh. Rất nhiều người đã thành công, rất vui mừng. Đấy, rất nhiều loại thuốc thành công, trong đó thì có dạ dày này, đại tràng này, sỏi thận này, tai biến này, mỡ máu này, mất ngủ này, tiểu đường này, đấy, phổi này, huyết áp này, tim mạch này, ho mãn tính này, xương khớp này, đấy là các cái thuốc của bà trà. Ngoài ra còn nhiều loại thuốc nữa, các bạn có thể tìm hiểu rõ ở các cái video cháu đã đăng rồi. Khi mà lên cho bà trà lấy thuốc, đó là một số những cái sản phẩm ở trên kênh của cháu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì các bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915049825. Các bác có thể nhắn tin qua điện thoại cho cháu cũng được, hoặc là kết bạn Zalo cũng theo cái số đó và nhắn tin cho cháu ở trên đó. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng thì cháu xin chào các bác nha.